Nhà mình đây có cái đồ chơi mới nè mọi người, cái này vui lắm. Rồi nhúc nhích đi, nhúc nhích, nhúc qua bên đây, bên này, nhúc nhích qua bên này. Trời ơi giỏi chưa, đi ỉa mà cũng không yên được. Cái này là cái camera đó mọi người, cái camera mà nó quay qua quay lại, nó giống như con robot gì đó, dễ thương không? Nó đi được luôn, nó đi được không? Đi đi. Đi được luôn. Giỏi chưa? Ui, đâu có đâu, nước nó tự vậy đó. Rồi xin chào mọi người, hôm nay cuối tuần cả nhà của Dân ăn bánh mì khè đây mọi người, bánh mì thịt khè. Hồi sáng là Dân khè lỗ tai heo với lại thịt khè đó, bây giờ sắc nhỏ ra rồi nè. Mình sẽ ăn kèm với lại đồ chua và dưa leo. Rồi bữa chiều đơn giản của nhà Dân như vậy thôi. Rồi bây giờ Dân mời mọi người ăn bánh mì thịt khè chung với nhà Dân nha. Rồi mọi người ơi, từ hồi mà có cái nồi chiên không dầu thì mình chiên xúc xích cũng bằng cái nồi chiên không dầu luôn nè. Hôm nay chiên Quê ăn thịt không? Chiên cho mấy chiếc cái xúc xích bằng nồi chiên không dầu nó ra vậy. Nó không có quá vàng, không có quá khét mà đều đẹp chưa nè mọi người. Mình canh 180 độ trong vòng 15 phút. Cứ để lò như vậy rồi cái nó tự động chạy á. Rồi cái thịt nó ra như thế này nè. Rồi mấy chiếc ăn đi con. Ngon không? Rồi, hôm nay lại tiếp tục ăn bánh mì thịt khè tiếp mọi người ơi. Đây. Cái thịt khè với lỗ tai heo khè hôm qua Dân làm đó. Rồi hôm nay thì mình sẽ ăn bánh mì dòi Việt Nam với thịt khè. Rồi bây giờ Dân mời mọi người ăn cơm trưa với lại nhà Dân nha. Ăn bánh mì dòi Việt Nam nha. Ủa chưa xong hả? Quay đi. Nói bà khăn. Nói bà khăn. Rồi xin chào mọi người. Hôm nay thì Dân giới thiệu với mọi người tới cái loại thuốc mà làm sạch lỗ tai cho em bé đó. Tại vì ở bên này á, mình không có đi lấy rái tai giống như bên Việt Nam đâu, mà nó có cái một cái loại thuốc, đây là cái thuốc mà xịt vô cái lỗ tai để làm vệ sinh tai cho em bé đó. Mình chỉ cần xịt cái thuốc này vô xong rồi mình lấy cái tăm bông á, mình chùi đi là nó sẽ sạch sẽ. Rồi bây giờ thì Dân sẽ làm gì với cái lỗ tai mà chít làm một bên rồi nè. Đó, nó cái thuốc này nó hơi nhớt nhớt dầu dầu. Quay quá. Đó, rồi cái mình xịt vô cái mình cứ chùi. Mình chùi cái lỗ tai nó vậy nè. Dạ. Cái nằm chùi nó bị chảy máu. Vậy chùi nó bị chảy máu. Quá. Chùi dọc ở vòng vòng cái dọc. Rồi mọi người, bây giờ hả Dân cho mọi người coi cái trạng cái lỗ tai mà chết nè. Nó rất là dơ ha. Nó dơ lắm mọi người. Và một tuần thì Dân phải chùi cái này cho nó một lần. Bây giờ mình sẽ xịt vô. Nằm im mà chết đi. Đó, mình xịt vô đây, xịt ra ngoài đây vậy nè. Rồi nằm im nghe mình. Đây mọi người, cái lỗ tai mà chết nó dơ lắm. Quay gần vô con, để cho người ta thấy nó dơ nè, thấy ghê không? Đó, chùi ra nè, mọi người thấy không? Bây giờ tốt rồi á. Đó, thì cái thuốc này nó hay cái là mình chỉ cần xịt nhẹ lên cái mình chùi cái là nó ra liền, nên không có cần phải ma sát mạnh, thành ra nó không có làm tổn hại tới cái lỗ tai của bé đó mọi người. Nằm nghiêng coi. Rồi được rồi con Matthew, tắt đi. Rồi bây giờ là cái lỗ tai của Matthew nó như vậy nha mọi người. Đó mọi người coi ha, mình nhìn thấy là tưởng đâu là sạch ha, nhưng mà nó không có sạch đâu mọi người. Mình xịt cái nước này ra, mình chùi cái là một hồi là nó dơ hèm luôn. Rồi Matthew ngồi im đi, đừng có nhúc nhích nha.
Nè mọi người coi nè. Thấy không? Nó dơ lắm. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay là ngày thứ hai đầu cái tuần mà sau khi mà Pháp chính phủ Pháp họ confinement 3 tuần á, thì hôm nay con của Dân nó đi học rồi. Giờ hai vợ chồng của Dân có thời gian thảnh thơi để mình đi chơi đi mọi người. Hôm nay thì Dân sẽ đi tới cái cửa hàng mới mở ở vùng của Vân, và Dân sẽ quay lại cho mọi người xem. Đây là cái commerce mới mở ra ở vùng của Vân. Vân sẽ chia sẻ với mọi người về cái commerce này nha. Rồi mọi người ơi, đây là cái tiệm Action. Cái tiệm này thì mở ở vùng Vân cũng được cả năm rồi. Bây giờ mình sẽ đi cái tiệm này trước rồi sau đó mình sẽ đi qua bên cái commerce bên kia nha. Đây cũng là cái tiệm cũng mới mở gần đây ở chỗ Vân thôi. Action này thì nó ra cái hệ thống nhiều lắm, và bán đồ cũng khá là rẻ. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô tiệm Action để mình coi có cái gì lặt vặt vui không nghe, rồi mình xem mình hốt được gì nha. Rồi mọi người ở đây Dân tìm ra được cái loại xăm bông mới. Cái này là dầu gội cục đó mọi người. Dầu gội nhưng mà dầu gội chiết xuất từ olive mà nó làm dạng giống như là xà bông cục vậy. Dân thấy lạ quá, để Dân mua thử, Dân mua xài thử coi là nó ra làm sao. Rồi ở đây có mấy cái wash, mấy cái rèo vuốt. Cái này chắc dành cho nữ quá nè. Đúng rồi. Đó này là serum tóc nè mọi người ạ. Ở đây cũng có mặt nạ nữa. Mặt nạ cho tóc luôn á mọi người. Anh có biết mấy cái này để làm gì không? Vậy cô. Đúng, vậy thì chứ. Cái này người ta bỏ vô cái bồn tắm người ta làm tắm đó ông nội ơi. Ôi, cái này là sữa tắm mà loại mới dễ thương quá. Anh sữa tắm mới đó anh. Của Disney nè anh. Dần đi ở đây dần phát hiện ra cái loại sữa tắm mới dành cho bé nè mọi người. Đây là cái loại sữa tắm mới dành cho bé của Disney luôn á. Chắc Dân nghĩ là Dân sẽ gom cái lố này tại vì nó dễ thương quá. Dễ thương quá, quá là dễ thương luôn. Đâu? Dân đi Dân thấy cái loại mì này, mùi bò này. Bây giờ ở dưới cái khu Bougie nhà cũng gần nhà Dân lắm, đi xuống khoảng 5 phút à. Đi mình đi ngược lên phía trên kia là đi ngược về phía biển, còn đi ngược về phía này là đi ngược về mấy cái phía commerce này kia rồi đó mọi người. Ở đây nó cũng mở ra quá trời mấy cái boutique luôn nè. Nó đang để mấy cái cho mướn này kia đó, Lucas Alue là cho mướn mấy cái mọi người. Nè đây mọi người, đây là một cái commerce mới mở ở vùng Dân luôn mà chưa biết là nó có mở cửa chưa nữa. Nên thành ra mình sẽ đi vô mình coi thử. Có bếp xong nữa kìa. Ui, mở rồi, thấy không? Đây mọi người, đây là cái tiệm Stock Money nó mới mở vùng Vân. Nó mới chuyển qua, giống như nó mở cái tiệm bên này là bự hơn mọi người, để nó chuyển qua nè mọi người. Có phơ ve nữa kìa. Rồi có bếp xong. Bên bếp xong là có restaurant gì, tụi mình nói chung là đi ngang mấy cái đó khu đó coi thử nè. Ôi cái Stock Money ở đây nó mở ra quá trời lớn rồi mọi người. Mở lớn lắm. Mình vô coi thử nha. Rồi đây mọi người, đây là cái tiệm Stock Money mà nó mới vừa mở ra ở vùng Vân. Thành ra như mình đi vô thử coi coi. Ở chưa? Chưa. À, 21 April. Ủa?
Nếu mà 21 là hôm nay hôm nay mấy tây rồi? Giờ. Sao anh biết giờ? À. Nó đang sắp hàng ở trong đó thôi mọi người. Người ta đang sắp xếp này kia ở trong đó thôi chứ chưa có mở ra nữa, mới quá. Chưa có khai trương mọi người ơi. Mình tới sớm quá rồi. Tại thấy trên mạng là để 21 tây. Nhưng mà nó dời lại ngày rồi. Bây giờ mình sẽ đi lại cái chỗ khác coi coi là nó mở ra chưa nữa nha. Rồi, đây là cái tiệm Best Song bánh giày mọi người ơi. Giày mà lớn quá, tiệm giày mà lớn dữ vậy trời. Hôm nay bánh giày mà bự dữ vậy anh. À này có restaurant nữa mà. Ôi. Boucherie là bán giày gì? Thịt gì mà để cái đầu bò? Nhà hàng nướng hả? Chưa mở. Chưa mở luôn mọi người, đang chuẩn bị mở nha. Trời, ngay cái khu nhà dân giờ nó mở ra mấy cái comment lớn quá trời luôn mọi người, đã quá. Dân thích quá à, mấy cái này mà mở ra lại ngay cái vùng của dân là đã lắm, nó nhiều đầy đủ hết trơn, khỏi cần phải đi đâu xa hết trơn. Zara này kia rồi nó về đây nữa là sướng luôn. Ôi ôi, nó chuyển qua đây bự quá mọi người ơi, đã ghê á. Chợ đây mọi người ơi, đậu được mấy cái xoài to to không à. Xoài ở đây nó bán 1.50 đồng một trái đó mọi người, mà bự đùng to đùng luôn á, đã dễ sợ luôn. Cho trái này hơi nhỏ nên đi đổi lại đi. Tại dân mua được cái loại này nữa nè mọi người, cái này để ăn sáng á, cái này ngon. Hôm nay Lip Đen nó ra cái loại nước mới nè. Mua thử cái nước này uống coi sao. Dòng mua thử cái loại nước này nó có nó có là thành phần là van rouge, đường, siro, với lại mấy cái trái cây á mọi người, mấy trái cây cam nè, trái Việt Quốc nè. Nhưng mà độ cồn nó có 7% thôi. Cái này loại mới. Rồi mọi người ơi, hôm nay là hai vợ chồng của mình á trốn con ở nhà nhậu mình nha. Rồi cái nước này hồi nãy dân mới đi chợ về mua đó, mình uống thử nha, nó chỉ có 7% độ cồn thôi. Thử cho anh, ngon. Nó thơm thơm mùi trái cây. Quá ngon. Ngon, nó giống như nó như là cocktail vậy đó mọi người. Ngon. Nói gì là cocktail vậy đó, ngon ha. Nãy mua nhiêu à? Đồng mấy à? Cái này dân mua ở Lidl có đồng mấy á. Mùi y như là cocktail vậy đó mọi người, ngon lắm. Rồi bây giờ thì hai vợ chồng của dân sẽ nhậu với lại lỗ tai heo. Lỗ tai heo khì hôm bữa đó mọi người. Hôm hồi cuối tuần đó dân khì tới 5 cái lỗ tai heo luôn. Thành ra tới giờ vẫn còn ăn tiếp. Mấy đứa nhỏ đi học rồi, hai vợ chồng mình sẽ nhậu. Uống cái cocktail này với lại lỗ tai heo. Giờ Nô thì ăn với bánh mì, còn Dân muốn ăn với bánh tráng cuốn. Nên Dân sẽ cuốn lỗ tai heo với bánh tráng. Rồi bây giờ thì mời mọi người ăn cơm chung với nhà Dân nha. Xin chào mọi người. Thì hôm nay là thứ hai, Dân quyết định là nướng nguyên con gà thử với lại cái nồi chiên không dầu này. Và bây giờ thì mình sẽ xem kết quả nó như thế nào nha. Tên này nó ăn phết cái đồ dầu hào ấy nha. Vậy hả? Nô nó phết cái dầu hào vô á, thì có vẻ như là anh chàng nó hơi khác một chút. Cái xuất sắc đâu? Khác quá anh ơi. Đúng. Sao nó khác quá vậy? Có cái dầu hào á. Vậy là mai mốt anh phải phết sao đi. Chứ cái dầu này, cái da thì ngon rồi đó, thấy cái da thì ngon rồi đó. Anh tự lấy cái dĩa. Ngon cái dĩa gì, cái da nó giòn. Da giòn quá ha, giống như là quay con gà vậy. Cái da nó giòn lắm mọi người. Y như là đang con gà quay mà mới vừa ra lò giòn lắm. Giòn mà giòn rụm luôn á. Nhưng mà có điều là, đây này Vịnh nè. Nhưng mà có điều là hả là nó hơi bị
Norwood, cái dầu hào, cái thành ra nó hơi bị đen mọi người ơi. Rút ừ. Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay là ngày sáng thứ năm, Dân được nghỉ ở nhà cho nên là hai vợ chồng mình ăn cơm, nấu ăn, ăn ở nhà. Tại vì bình thường thì cuối tuần với lại cái bữa nào Dân nghỉ thì Dân mới vô bếp nấu thôi. Hôm nay mình sẽ ăn gân bò luộc, giống như kiểu phở vậy á mọi người. Mà Dân còn mấy cái cục gân bò nè, cái mình sọt ra ăn cho nó hết luôn. Rồi dưa leo cũng đồ cũ luôn, cái sọt ra xào luôn, xào với hải sản mọi người. Ăn với lại canh mướp. Rồi bây giờ thì Dân mời mọi người ăn cơm chung với nhà Dân nha. Rồi mọi người ơi, hôm nay cuối tuần Dân nướng bánh chuối mọi người. Nó đang ở trong cái lò đây. Hồi nãy đi chơi về rồi á, cái mình nướng bánh chuối xong rồi lại mua KFC cho tụi nhỏ ăn. Tại vì đi về rồi là không có thời gian nấu ăn đâu nên ăn KFC cho nhanh gọn. Đó. Rồi xong rồi bây giờ thì Dân quốc tô mì gói đây. Rồi mình làm bánh chuối nướng với lại một cái bánh chuối nướng, một cái nước bánh chuối hấp. Chút nữa ăn. Rồi đây mọi người ơi, cái bánh chuối nướng của Dân xong rồi đây. Giờ bây giờ mình đợi cho nó nguội rồi mình mới tách em mới lấy cái em đó ra khuôn được. Rồi đây mọi người ơi, cái bánh chuối hôm qua thì nướng chưa kịp ăn nè. Rồi hôm nay Dân khui ra để tại hôm qua để trong khuôn không có cắt được, hôm nay mình mới khui cái bánh chuối ra nè mọi người coi nè. Ngon chưa nè. Rồi chút nữa cho mấy cha con tụi nó ăn sáng á. Ăn sáng. Còn đây là cái mẻ bánh chuối hấp. Hôm qua mình tại vì mua chuối rẻ đó, mua nhiều quá mọi người, cái bắt đầu là nó bị chín quá đó. Cái mình làm bánh chuối nướng với bánh chuối hấp luôn. Dạ. Cái này. Rồi bây giờ thì Dân đi làm bánh ướt đây mọi người, làm bánh ướt để chút nữa trưa có đồ ăn á. Rồi mọi người ơi, hôm nay nhà Dân lại tiếp tục ăn bánh cuốn mọi người và bánh ướt chứ mọi người. Ông chồng Dân ông đạo bánh ướt hay sao, hồi đó chắc quen Huệ bồn dí, quen với lại con bồ cũ nó dắt đi ăn bánh ướt hoài hay sao á, phải không? Xong tối ngày rồi ăn bánh ướt rồi hôm nay lại tiếp tục ăn bánh ướt mọi người. Rồi bây giờ thì Dân mời mọi người ăn bữa ăn ra cuối tuần với lại nhà Dân nha. Mọi người ơi, hôm nay hả thứ hai con đi học rồi. Hai vợ chồng Dân đi vô răng phê mua dưa hấu mọi người. Trời dưa hấu nó bự quá trời luôn mọi người. Mà nó đang rẻ đó, có 99cm 1kg thôi à. Mình sẽ lấy cái trái thế nào mà nó to đùng. Đừng có to quá, to vừa vừa thôi. To quá nhiều khi nó lạc, nó không ngọt hết mọi người. Cái này xoài múc á mọi người. Trời ơi, xoài này mắc ghê luôn á, 14 đồng mấy 1 ký. Tại dưa hấu rẻ quá. Rẻ quá thì chưa có rẻ quá. Cái 99 là rẻ rồi. Cái này nè. Cái đó. Nó bự hơn chứ. Bự nhưng mà phải coi nó ngon không đã. Cái này có vỏ nó dày lắm á. Cái này được nè. Lấy một trái thôi phải không? Ui, trái đi giữa tầng em mua nữa. Cái này nặng hơn chứ. Nặng hơn nhiều khi cái vỏ nó dày hơn. Tại vỏ nó thế này ấy nè. Thôi, đi. Cái nhỏ nhỏ hoài chắc nó ngon. Cái này cái gì? Nam á. Xoài nhỏ nhỏ cái lột ra. Cái này lột ra ăn liền. Xoài múc á. Bên Việt Nam ta kêu là xoài múc á. Gì đâu mới. Có anh mới thôi á. Có rau gì không anh? Mua rau về xay sinh tố. Rau tươi hôm mới đầu tuần đó. Tươi quá trời. Mọi người coi củ su nè. Ngon. Tươi ngon dễ sợ không? Khoai mì nè mọi người. Bên này cái gì nó cũng có hết á, đầy đủ khoai từ nè. Rồi trái sake nè mọi người. Sake nó cũng có bán nữa. Cũng có đầy đủ hết á.
không có thiếu vậy đó. Khoai mỡ chứ, cái này khoai mỡ nè, khoai môn nè, khoai lang nè. Khoai lang vàng. Rồi cà chua nè, cà chua bi nè. Nay nó không có thấy bán mấy cái kết cà chua bi giống như hồi xưa ha. 7 đồng mấy anh ký. Đâu? Mà chết nó khoái ăn. Mà chết nó khoái ăn, nó ăn nho vậy. Rồi bơ nè. Cái này trái cà tím á mọi người. Trời mà sao nó bự dữ vậy trời. Mọi người coi cái thịt. Anh thấy cái trái cà tím này chưa? Trời ơi nó to đùng luôn. Này cà tím của Italy á. Này cà tím của Pháp nè. Này của Espan. Espan là rẻ tiền á, nó gói 3 cái à. Mà dân thích ăn mấy loại dừa dừa gì hơn mọi người, tại cà tím nó ăn bự vậy không ngon gì hết á. 300 mấy là ít hơn. Dừa này là dừa. Quay, hai vợ chồng dân đi coi cái đồ, cái mui mà để ở trên xe hơi để đi du lịch đó mọi người, tại sắp tới hè rồi nè. Mình đi xa xa nên mình cần mua mấy cái này để đồ á. Nó bự rồi, nó bự cái bề dài ra chút xíu thôi chứ bề ngang nó cũng bằng nhau rồi nó ơi. Cái dài nó ra được chút xíu anh để được gì đồ gì. Cái dài thôi à, cái dài. Ừ. Thì đó anh để được cái gì. Này em bự hơn có chút xíu nè, em quay phim nè thấy cũng mềm mềm nhau à. Cũng vậy thôi à, mắc hơn tới 60. Mắc hơn 70. Lấy cái này được rồi, cái này vừa với xe mình này nè. 300 rồi, 200 mấy rồi, 290. Còn ở trên thì nó hơi nhỏ. Hai cái này thấy cũng mềm mềm mà không có thay được, không có gì. Ừ. Ở đây nó bán cái tontinet giống của tụi dân này mọi người. Nè, 500 ơ. Hồi đó mua cho nô cái tontinet này. Model y chang luôn mà cái này cái đèn có đèn, cái đèn nó là model hơn mình thôi. Hồi đó mình mua cách đây lâu, y chang luôn, hiệu y chang luôn.